Bà con thân mến, hiện tại bây giờ Hoàng Anh đang đứng tại vườn sầu riêng chuồng bò. Vườn sầu riêng hôm trước quý bà con hỏi Hoàng Anh sao làm bông mà không hề trái lá, và ngày hôm nay thì tại vì nói về bộ làm bông của Willow Farm, bộ làm bông bằng phương pháp hữu cơ, thì giờ Hoàng Anh sẽ làm một cái video thú vị hơn là cùng quý bà con chúng ta đi test cái trái chất lượng cơm của trái sầu riêng chuồng bò. Hiện tại bây giờ thì gia đình cũng đang chờ lái vô, lái đã đặt cọc rồi, và mấy ảnh chắc đang đi cắt vườn khác mà ảnh chưa kịp vô vườn này. Đang còn lại là sầu riêng chuồng bò với sầu riêng Thái sẽ cắt lùa hết vào ngày hôm nay. Giá cả thì cũng khá là đẹp. Anh Hùng vẫn đang gõ hồi nãy giờ. Anh Hùng cũng là lái cắt sầu riêng hồi trước nha bà con nha. Anh cũng phá gia chi tử rồi, giờ anh về anh làm cái thật này. Tại sao gõ được thế nào rồi? Này già hết rồi. Già hết rồi ha, cỡ 8 tuổi cho anh. Này 8 tuổi hơn rồi. Đấy, sầu riêng chuồng bò bà con thấy nó tròn như trái banh không? Và cái số lượng trái cái này là cây tơ nha. Nên là cái năm nay thì chúng ta để trái cũng ok, cũng được. Lái cắt là 85 ngàn. Lái cắt hôm nay cắt lùa hết luôn 85 ngàn hả Nùng? Cắt lùa hết luôn không bi rồi lùa hết luôn. Lùa hết luôn, 85 ngàn. Đây một hồi nữa là cắt, đợi qua sẽ đợi tới khúc mà cắt để quý bà con chúng ta cùng xem. Mà trước đó chúng ta tranh thủ chúng ta làm video tết cơm đi. Cây sầu riêng làm bông mà trái lá rồi coi như là rất là ít trái lá, thậm chí là không có trái lá, nhìn ngoài vô là không biết đang có trái luôn nha quý vị nha. Về cắt cái nào này, lấy điện thoại nhỏ em ra quay khúc này nè Hậu. Đơ vậy thôi, rồi vô. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái video để test cái cơm ha. Đây là sầu riêng chuồng bò, cho bà con xem là cái độ lên cơm của khi mà mình dùng cái bộ xô nuôi trái của bên 10kg của bên Vinfarm. Nó sẽ lên cái màu cơm nó như thế nào ha. Trái này cỡ nhiêu ký? Trái này thì nó nằm khoảng ký 8. Cẩn thận tay nha. Cần cái đùi. Dao này thì nó không có phải dao nghề nha bà con. Dao này dao trong nhà cắt rau. Chị sẽ khép cái đùi lại quý vị. Lái người ta cắt á, người ta sẽ là cầm cắt đem xuống. Nó sẽ có điểm tựa hơn. Còn này mình để trên nấy luôn. Chuồng bò thì bà con cũng biết nó không có vàng ươm giống như thằng Ri Sáo với lại cái thằng Musakin nha. Nhưng mà cơm của chuồng bò bà con chúng ta nhìn, bà con nào có lái đồ hoặc là một số với bà con mà trồng sầu riêng chuồng bò đó, con thấy sầu riêng này có 8 tuổi nha. Màu cơm chuồng bò đây bà con, quá đẹp. Dạ, nó còn chưa chín anh Thần, mới 8 tuổi ta cắt xuống mà. Cơm chuồng bò như vậy là quá đạt nha. Cơm chuồng bò thì nó không có phải là vàng, anh cũng chia sẻ ngay từ đầu rồi. Và khi chúng ta test sầu cơm, sầu riêng và cơm lên cỡ này là ổn nè. Giòn. Quá ngọt. Cắt miếng đi, ăn mình sẽ biết ngon. Cắt bao thằng này. Rồi ăn là nó ngon. Trên ngọt à. Quá ngọt. Điều cơm nha quý vị. Thử đi em. Quá đã. Cơm quá ngọt. Cơm này đem vô hấp ngon. Ngọt chưa? Lên ngọt ha. Chắc còn sống á Hậu. Sống nhăn. Trái thì lủng lẳng trên đầu, nãy giờ anh Nghiêm nhắc hai lần luôn. Tức là sợ đứng lên cái là chấn thương sọ não liền nha anh em. Sầu riêng chuồng bò nó không có vàng giống như sầu riêng Ri Sáo với lại Musakin, mà con chúng ta thấy cái màu lên cỡ này và cơm lên cỡ này là ok rồi nha quý vị nha. Trái sầu riêng chuồng bò nhìn rất là đẹp, rất là ok la nè, cái hộp nó cũng rất là lép. Và bà con anh Nghi dê dê ra bên ngoài, anh Nghi chỉ quay cái vụ mà không trái lá với bà con chúng ta xem đi. Anh Nghi quay cái vụ không trái lá với bà con chúng ta xem. Nếu mà có trái là trái chút xíu thôi, thường thường nếu mà sầu riêng á quý bà con chúng ta mà lúc lên cơm á rút cái cây mình ghê lắm, tại lúc đó nó tạo độ ngọt á. Là cái lá nó phải quang hợp đó, phải tổng hợp dinh dưỡng liên tục á, là nó rất là có thể lúc đó bị cháy lá. Rồi cái lúc mà con lúng ta lên tạo mầm lên thuốc làm bông á, là nếu chúng ta sử dụng theo cơ chế là axit á, là nó rất là dễ bị cháy lá, tại lá rễ nó bị tổn thương, cây nó cần nước, nó quang hợp mà nó bị mất nước á. Nên là khi mà chúng ta lên tạo mầm mà bằng hóa học á, rất có thể bị rụng và cháy lá nữa. Và cái lúc mà lên cơm cũng là ok, đòn bị rụng và trái lá. Nhưng mà đối với sầu riêng mà làm theo phương pháp Willow Farm bằng thần bông và siêu kích bông thì bà con thấy hầu như là không có bị trái lá. Và khi quá trình nuôi cơm thì nuôi bằng bộ xô nuôi trái 10kg của Willow Farm kết hợp với H-Kim Nano.
Phía trên chúng ta phun siêu amino sinh học cộng với là siêu lớn trái nha. Rồi anh Hùng thấy cơm vậy là anh Hùng thấy sao, đạt không? Mẫu mã vậy không? Cơm này là thấy là nó quá đạt. Thì đối với cái dòng mà sầu riêng mà chuồng bò này á, thì cái màu cơm của nó không lên được như vậy. Nó trắng hơn đúng không? Nó hơi mét hơn. Khi mà mình sử dụng thấy là cái bộ xô mà nuôi trái 10kg nè, kết hợp với hắc kim nano thì bà con thấy là cái màu cơm của chuồng bò nó lên muốn đỏ luôn. Nó kiểu như là nó muốn lên cơm của ri sáo luôn, chứ không phải là cái màu đặc trưng của cái màu là trắng sữa như cái những cái chuồng bò khác. Chuồng bò khi mà chín nó sẽ ra màu trắng mà sữa đục đục, giống như là sữa mà một sữa mẹ mà để ngoài bị thiêu á. Còn cái này là bà con thấy ngày bữa nó sẽ lên trắng vàng nè. Lên màu vàng rất là đẹp. Bởi vì sao mà khi mà thương lái như ta thương á, người ta vô ta thử cái màu cơm cái chuồng bò của mình mà người ta đòi gắt một dao. Tại vì cái màu cơm của mình lên đặc biệt hơn là những cái màu cơm khi mình những dòng dùng dao. Cái màu dòng sản phẩm khác. Cái cơm của mình lên ửng đỏ. Xài cái bộ xô nuôi trái vì dĩ nhiên cái lúc mà vô cơm á, vỏ vô cơm là anh Hùng xài số 11, 12, 18 hả? Đúng rồi. Xài cẩn thận cái đùi ông nội. Thì ghê quá. Ai trời ơi. Rồi. Dân chuyên nghiệp mà cắt tại cái dao nó hơi nó hơi bị dao cắt rau không? Dao này dao cắt rau. Dao này là nó có gần gần như ăn tép. Không đúng ra cái này mình mài cũng được. Dưới đùi không? Không. Trời cái màu nè. Trời ơi. Đẹp chưa? Mà con thấy nè. Đây là chuồng bò đẹp. Nha bà con, chuồng phải bò. Mua skin bà con. Chảy máu không cha? Cái này nó không đứt luôn mà sao chảy máu, này có đứt đâu mà. Ok. Trời ơi cái màu. Mà con thấy đối tượng gây hại trong vườn là không thấy rệp sáp, không thấy sâu, không thấy úng, không thấy cái gì hết luôn nha. Vậy là giờ coi như là bộ xô nuôi trái hôm bữa mình thấy là nó có thể là giúp cho cái trái của mình về đích sớm hơn được khoảng 10 ngày phải không? Đúng này, rồi. Này dòng này là nay được bao nhiêu ngày? 95 ngày. Dòng này thì của mình mới chỉ được có 95 ngày thôi. Mà nó lên 5. Cơm như thế này, nó 105 ngày. Vườn của cô Dung hôm bữa là quanh cũng cắt sớm hơn được khoảng 10-15 ngày để tiết kiệm sức khỏe của cây là đúng tuổi á. Đúng tuổi để cắt và trái cũng rất là đạt nha quý bà con nha. Bà con thấy nè, đó. Màu sắc rồi rất là ok. Chuồng bò đây là chuồng bò ha, nhắc lại nhiều quý bà con chúng ta xem vô nửa chừng bà con nói sao cơm cũng đi sáo thằng Thái lên màu cơm kỳ đây sầu riêng chuồng bò. Cũng ít anh em làm chuồng bò quay lên lắm. Chuồng bò giờ nó cũng hiếm nhưng vườn này được có cái là vừa chuồng bò vừa Thái vừa Musakin. Vỏ cũng khá ok anh Hùng, vỏ nó không bị sồ ha. Đối với cái cây mà sầu riêng mà chuồng bò tơ này của mình á, đây là cây sầu riêng là làm mùa đầu tiên. Nhưng mà vỏ là khá là mỏng. Có dày như những cây tơ của những cái vườn khác. Vậy là em thấy là bộ xô nuôi trái 10kg là dựa trên cái chế độ là cân bằng dinh dưỡng mà con, trong đó nó bổ sung rất là nhiều vitamin và khoáng chất, chỉ số đạm của nó là từ 5-8% trên chứng xuất từ động vật. Quan trọng là khi mình bón vô là cái chỉ số đạm nó cân bằng, kết hợp với lại hai gói Humic, hai gói Trico để hỗ trợ dinh dưỡng cho rễ, hỗ trợ dinh dưỡng cho đất thì nó hấp thu chất dinh dưỡng cho tốt nữa. Và dĩ nhiên thì cũng phải có kèm thêm phân hóa học như 11, 12, 18 để lên cơm. Rồi là vườn này thì cái đầu đọt á, có cái lúc mưa nhiều thì cũng có xịt mảnh lông. Nhưng mà con thấy cái đầu đọt này, nữa sau khi mà cắt xong là phục hồi cái là đi lại ngay rất là hay. Rất là ok ở chỗ này, bà con chúng ta lưu ý ha. Còn nói về mà nuôi trái sầu riêng thì bà con chúng ta xài bộ xô nuôi trái 10kg là rất là ok cho cái việc nuôi cơm sầu riêng. Đấy, anh Hùng mình muốn coi hết từng học luôn với bà con, coi hết từng học luôn. Con thấy rất là thơm. Bà con thấy là cái màu cơm nó lên rất là đều. Lên đều như nhau hết chứ không có cái học nào nó hơi mét hơn nha. Không thấy đó. Trái cơm ha. Không, cơm mình nó rất cái màu rất là đẹp. Mà nó ráo không anh. Trái cơm ráo. Hôm qua hình như hôm nay có mưa không ta? Nãy quên hỏi anh Trọng, nãy có mưa không? Cơm rất là ráo nè. Đây coi mình đây 1 2 3. Đây còn không? 4 dạ đây còn một học nữa. Mình khui luôn. Khui nổi không? Khui cơm sầu riêng cũng vui lắm mà con, hồi lái vô khui đó quanh đứng quanh quay với bà con chúng ta xem. Đây. Vậy là năm học hả? Đúng rồi. Mà hạt lép năm học. Năm học. Hồi xưa ăn cái trái sầu riêng chuồng bò này á, quanh hơi ham ăn á, quanh khui sớm quá, nó dẻo quá, quanh không có khui được, chảy máu từ đó hận chuồng bò tới giờ luôn. Đó. Đây. Bà con thấy. 2 3 3 rồi. 4 với cái học này năm học, trời ơi cần bằng sầu riêng Musakin cha học này rồi. Bị chim mổ chim mổ nãy giờ 4 con chim nó mổ tróc hết trơn, đã quá ha. Em mượn ơi, con coi nè, sầu riêng nè, trên ngay chỗ dòng xe chợ lách nó có trái sầu riêng mà không biết có muối trong không.
Nhưng mà sầu riêng này mà con thấy đây là sầu riêng trùng bò, trái này cỡ 8 kg, mà nó gọn để ăn lắm anh Hùng, nó vừa gọn để ăn mà con thấy hoàn toàn 4 muối, 5 muối, 5 học là không hề có trái ha, không hề có cái muối nào bị trái hết, và con thấy rất đã nha. Nè anh Hùng, anh Hùng cắt cái này hơi sâu, lỡ em ăn luôn đó. Mà con chụp hình mở đó đây không, còn nhiều, còn nhiều mở đó ăn đây không nè, mà con coi nè, anh muốn ăn hay gì? Nhi muốn ăn. Cái này để cho nó chín rất ngon lắm nè. Đúng rồi. Rồi mua mấy trái gì cho mẹ? Chắc lá không cho. Ăn có giá. Có chứ, mình chia lại được á. Khi mà mình lấy là mình xác định á là mình lấy thế nào á là mình đứng mình chọn, chọn sẵn chứ mình không được lựa. Ăn đủ đủ. Cái lực cái này. Ngon quá. Dạ không ăn phải không? Tại không ăn anh ăn à. Ăn sầu riêng sống nó cũng có cái niềm vui ăn sầu riêng sống như vậy con. Cơm rau quảnh luôn. Cái này nó xịt mấy cử kali không? Xịt ba cử. Ba cử mưa ha. Cái này chắc chắn phải mưa, hôm qua có thể không mưa, hôm bữa mưa. Xịt ba cử kali. Siêu kali của Willow Farm nó hay ở chỗ khác là bà con chúng ta có thể cầm chai lên thấy nó chắc nịch, là nó cái tỷ trọng của nó tới 1.6, 1.8 lần mà con. Chai nửa lít của nó nằm tới 800-900 gram rồi. Là dòng kali đó là dòng kali hữu cơ cao cấp, chúng ta hàm lượng hữu cơ trên 50%. Khi mà con chuẩn bị thu về nè, ở trong em mượn cái trái, ở trong cái mình trái đó, thường đó nó sẽ có nước, mà đặc biệt khi mưa nữa. Thì là khi bà con chúng ta phun siêu kali hữu cơ đó, nó sẽ đẩy cái nước ở trong cái tế bào trái ra và trong những cái hộc ra, đẩy ra làm cho cái trái sầu riêng của mình nó khô ráo, nó không bị sượng nước, nó không bị rịnh nước ở trong bên trong cái hộc nữa bà con nha, và ngay cả trong những cái khoang rồi ra trong cái tép muối luôn. Nên khi bà con, đặc biệt bà con chúng ta nhớ dùng Hoàng Anh là siêu kali hữu cơ là một trong những cái chai rất là quan trọng mà cần phải phun ít nhất là 2-3 lần trước khi thu hoạch, mỗi lần cách nhau 7 ngày. Phun thì chúng ta phun trực tiếp vô trái và phun cả vô lá để cho nó hấp thu toàn diện luôn. Một chai siêu kali hữu cơ đó bà con pha được với 300-400 lít nước là nó sẽ lên cơm, rồi dỗ trái, làm đẹp trái ở bên ngoài, làm cơm bên trong nó lên màu đẹp hơn, ngọt hơn, đẩy nước ra ngoài để chống sượng trái, chống cháy cháy muối, và đồng thời là làm cho cái cơm của mình đó là nó ăn vô là nó thấy nó khoái liền, ngọt liền nha. Mình vô mình tới cổ họng mình là mình, cổ họng mình nó thích liền, nó muốn ăn liền. Thì đây là cái kết quả làm bông sầu riêng chuồng bò từ cái lúc mà anh em đi phục hồi, rồi tới lúc anh em lên đậy mũ, đậy bạc lên thần bông siêu kích bông, rồi cái lúc mà đọt ra nhiều quá phải chận bằng mảnh lông, rồi quét phấn đồ tùm lum các kiểu trong này hết, thì tới bây giờ là chúng ta đã về đích an toàn. Hiện tại giờ mấy anh em đang đợi lái vô để mà có thể là cùng các thương lái đi, gọi là đi ké theo họ, đi theo gót thì họ nói gót theo họ, để mà xem họ cắt cái sầu riêng. Những cái thành quả của sự kết hợp hai bên đó là giữa nhà vườn với lại đội ngũ kỹ thuật của Willow Farm, cũng mưa gió mà bà con cũng trầy trật với vườn này nhiều, anh Hùng cũng lên xuống nhiều xung quanh. Bà con chúng ta có thể thấy cái bộ lá nó khá là ok ha bà con ha, là lá là khá ok. Nãy giờ mấy chú đùa, mấy chú nói không để giờ tao cho làm trái lại luôn, nhưng anh nói thôi không được, từ từ thì bình tĩnh đi, giờ sau khi mà cắt vườn xong rồi chắc chắn nó sẽ tới cái khúc phục hồi, chắc chắn nó sẽ tới cái khúc phục hồi, thì chút xíu nữa Hằng Anh sẽ chia sẻ với quý bà con chúng ta cắt phục hồi như thế nào. Đó, còn nhìn cái bộ lá bên ngoài nè, hoàn toàn không thì thấy như có bây giờ cái lá trái nào hết. Mình mời bà con là xem nguyên khu vực dàn lá bên ngoài lá. Rồi xong mình sẽ cho bà con xem là cái phần ở trong đó là như thế nào. Thì đi thẳng vô trong để mình quay cho quý bà con chúng ta xem cái trái ở bên trong, thấy rất là ổn ha. Đó, con thấy dĩ nhiên cũng có trái to trái nhỏ nha bà con, tại năm đầu mình để cũng hơi nhiều mà sầu riêng đang có giá mà dớt luôn bà con ơi. Chứ đâu nó hơi ấy hả, cái đó vườn nào cũng phải bị thôi. Quá ngon. Chứ đâu chín hả, khui thử coi. Ok vậy nha bà con nha, bye bye.